Bây giờ thì đây là bước 3 là chăm sóc trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ. Phần đầu tiên đó là chăm sóc, quan sát, theo dõi quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ. Tiêu chí của phần việc này đó là thực hiện dịch vụ nhanh và đảm bảo chất lượng. Thứ hai là chia sẻ khách hàng cách tận tâm. Trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ, bạn hãy thực hiện mọi việc nhanh chóng, đảm bảo chất lượng nhất từ khách hàng. Bởi thời nay thì ai ai cũng bận rộn với vô số công việc gia đình, công ty, nên là thời gian rất quan trọng, cũng là yếu tố khách hàng đánh giá bạn. Quay lại ví dụ về cửa hiệu cắt tóc, thì sau khi đặt những cái câu hỏi mở, bạn hiểu nhu cầu, sở thích, những vấn đề của chị Hoa xoay quanh chủ đề làm tóc, làm đẹp, những vấn đề liên quan đến ngành hoặc gần ngành, thì bạn đã hiểu những vấn đề, những cái chủ đề khách hàng quan tâm. Sau đó bạn hãy chia sẻ kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm xoay quanh chủ đề tóc, làm đẹp, những vấn đề mà khách hàng quan tâm. Ví dụ như là tóc nên gội như thế nào, loại dầu gội nào tốt, mua ở đâu, dưỡng tóc như thế nào, vào mùa đông thì dưỡng như thế nào, vào mùa hè thì dưỡng tóc như thế nào, vân vân. Đó là cách mà bạn chia sẻ kiến thức về tóc tới khách hàng nói chung và chị Hoa nói riêng. Họ chắc chắn sẽ yêu quý bạn bởi không chỉ bạn đã làm tóc mà còn chia sẻ cho họ nhiều thông tin có giá trị, hữu ích cho họ. Tương tự nếu bạn làm các dịch vụ về làm đẹp cũng có thể chia sẻ thông tin bí quyết làm đẹp giúp khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng, vừa trao cho họ giá trị tăng thêm vừa tạo sự gần gũi thân thiết giữa thương hiệu và khách hàng. Nhưng một điều là khi bạn trao đi thật nhiều giá trị, bất kể là giá trị dịch vụ, giá trị sản phẩm hay là giá trị thông tin, thì khách hàng chắc chắn sẽ bị thương hiệu bạn gắn vào tâm trí. Và khi thương hiệu gắn vào tâm trí thì bạn sẽ được giữ được khách hàng, họ sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ và sẵn sàng giới thiệu tới bạn bè, người thân, đồng nghiệp của họ. Ví dụ cụ thể là bạn có thể cung cấp cho khách hàng nói chung hay là chị Hoa về công dụng các sản phẩm dầu gội. Ví dụ như là cái dầu gội Organic Biotin Collagen là dầu gội đến từ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và các sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, an toàn sức khỏe của người dùng. Dầu gội này thì với hai thành phần chính là vitamin B7 giúp dưỡng tóc từ sâu bên trong, mang lại một mái tóc khỏe, giảm gãy rụng, kích thích sự mọc tóc. Và thành phần collagen làm tăng độ dày của tóc cho bạn, cho khách hàng một mái tóc khỏe khoắn bồng bềnh. Ngoài ra thì dầu gội này còn chứa protein, các axit amin giúp nuôi dưỡng tóc. Nếu khách hàng đang gặp vấn đề về mái tóc như tổ tóc, rụng nhiều, tóc mỏng thì bạn hãy giới thiệu khách đến với sản phẩm này. Điểm cộng của dầu gội này là có hương thơm dịu dàng dễ chịu, giá là 300.000 đồng với một chai, một lọ là 385ml. Hay là dầu gội dược liệu Thái Dương, đây là một sản phẩm công ty Sao Thái Dương được biết đến với nhiều sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc. Các sản phẩm của Sao Thái Dương được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tin dùng, trong đó sản phẩm dầu gội dược liệu với thành phần là các loại dược liệu, dầu gội này có tác dụng là ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc, trị gầu, trị da đầu. Nếu khách hàng nào có các dấu hiệu trên thì bạn hãy khuyên họ sử dụng loại dầu gội này, tóc khỏe hơn. Và đặc biệt là với thành phần thảo dược tự nhiên, dầu gội dược liệu Thái Dương phù hợp với các người bị hói. Hiện nay thì có hai loại dầu gội dược liệu Thái Dương là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 và dầu gội dược liệu Thái Dương 7 cho mọi người lựa chọn. Bạn cần lưu ý với khách hàng rằng là đây là dầu gội khi mới sử dụng sẽ không quen, nhưng mà sau thời gian bạn sẽ bị nghiện và khách hàng sẽ bị nghiện cái dầu gội này. Một loại dầu gội nữa là Dalia, là một thương hiệu nổi tiếng của thế giới với nhiều sản phẩm được ưa chuộng, trong đó có dầu gội Dalia Professional. Đây cũng là một trong những loại dầu gội được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Dầu gội này đặc biệt phù hợp với các tóc hư tổn do chịu nhiều sự tác động của hóa chất, nhiều nhiệt độ dẫn đến sự gãy rụng, sơ, chẻ ngọn. Với thành phần của dầu gội giúp tăng cường độ bóng cho tóc, khắc phục tình trạng sơ rối, giúp bạn có một mái tóc chắc khỏe hơn, giúp khách hàng có một mái tóc chắc khỏe hơn. Hay là dầu gội Clear mắt lạnh lạc hà, thì cái sản phẩm Clear đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đã quá quen thuộc với những khách hàng Việt Nam. Với tinh chất bạc hà mắt lạnh phù hợp với mọi loại tóc, đặc biệt là cho những bạn có da đầu nhiều gầu, nhiều dầu. Khi sử dụng sẽ mang cho khách hàng cảm giác sảng khoái bất tận, đặc biệt với những bạn hay có gầu thì bạn giới thiệu khách hàng đến với Clear. Sản phẩm này có khả năng trị gầu rất tốt, đồng thời có khả năng hạn chế sự gãy rụng cho tóc nhờ công thức đặc biệt và sự kết hợp các vitamin
dưỡng chất giúp nuôi dưỡng sâu và ngăn gàu quay trở lại. Một mái tóc chắc khỏe là một mục tiêu hướng đến của dầu gội Clear, và giá thì nó rất là rẻ, 130.000 đồng trên một lọ là 650g. Hay là dầu gội Đô. Dầu gội Đô là sản phẩm chăm sóc tóc giúp phục hồi tóc hư tổn và ngăn rụng tóc hiệu quả. Với sự kết hợp với các loại dưỡng chất giúp phục vụ phục hồi tóc hư tổn do sử dụng nhiều hóa chất, là tóc khô sơ chảy ngọn, không vào nếp và mang lại cho bạn mái tóc mềm mại và mượt. Với công thức tác động kép giúp phục hồi tóc từ bên trong và nuôi dưỡng lớp biểu bì bên ngoài, nó có thể sử dụng cho mọi loại tóc, giá là 107.000. Hay là ví dụ như tại các nhà hàng, cửa hàng ăn uống, chúng ta cũng tiếp tục thực hiện dịch vụ nhanh, đảm bảo chất lượng, chia sẻ, giúp đỡ khách hàng một cách tận tâm. Các món ăn hãy phân bổ bếp nấu bưng bê sao cho nhanh gọn nhất. Và trong quá trình khách hàng ăn tại nhà hàng, đừng quên hỏi khách hàng cần bổ sung gì nữa không, cần dùng thêm nước hay món gì không, gia vị gì không. Họ xem khách hàng cần giúp đỡ gì nữa không một cách tinh tế, ngắn gọn. Và khách hàng sẽ yêu quý và cảm đến thương hiệu bạn. Ví dụ như là với anh David tóc vàng gian cả ở ví dụ ở bước 2 thì chị Hương, nhân viên cho khách hàng của công ty vàng bạc Kaji sẽ xác nhận lại thông tin cá nhân của, cũng như là yêu cầu của anh David, và chuyển thông tin khách hàng yêu cầu đến đội ngũ thiết kế 3D hoàn thiện bản vẽ 3D bằng tiền cho khách hàng. Trong bước 3 này thì chị Hương, nhân viên cho khách hàng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động sau cho cặp nhẫn hoàn thành nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng, đồng thời chia sẻ với khách hàng một số thông tin về nhẫn, về vàng một cách tận tâm, chu đáo. Chị Hương sẽ gửi lại khách hàng bản vẽ 3D đầu tiên để khách hàng xem. Nếu trong quá trình này khách hàng có thắc mắc gì hoặc yêu tiếp tục lưu lại thông tin và tiếp tục chuyển về bộ phận thiết kế để chỉnh sửa. Bản vẽ 3D mà hoàn chỉnh sẽ được chỉnh sửa cho đến khi mà khách hàng hài lòng mới thôi. Sau khi khách hàng hài lòng thì bản vẽ 3D hoàn thiện được in plastic và gửi cho thợ kim hoàn làm ra cảm nhận cưới cho anh David.